tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thắng nơi Ngài. Xin mời cộng đoàn quỳ. Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhầm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một dù lòng thương mà nhầm lời con cùng áp. Lạy Chúa, con xin dâng lễ mi xa các thầy ca, khâm tư phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay. Để Chúa con thương đến các kẻ có tội đang mong sinh thì bây giờ và sẽ chết trong ngày. Chớ gì máu châu bao đương Chúa Giêsu là đấng chuộng tội, làm cho Chúa con thương đến các kẻ ấy. Lạy trái tim cực thanh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng ca sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đấng Giáo Hoàng. Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày các ân sáng, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa cùng ban cho các linh hồn ấy.
Cùng nhau chạy đến với Thánh Giuse để cầu xin Ngài qua lời cầu bầu của Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết trong đời sống hàng ngày, để cho rồi niềm tin của chúng ta luôn mỗi ngày một vững mạnh hơn. Trong ý nguyện đó, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện xin tạ ơn Thánh cả Giuse, cộng đoàn lòng thương xót xin cầu nguyện cho các ân nhân, và xin ơn hiệp nhất, xin ơn tạ ơn lòng Chúa thương xót cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành, tạ ơn Ba Đấng, tạ ơn Cha Francisco Xavier Chương Bổ Diệt, xin thi đạt kết quả lễ dỗ cho linh hồn Phêrô 2 năm, Phêrô Maria Gian Battista 3 năm, cầu cho các linh hồn Domenico, Ba Giuse Isabel, Ba Maria Maddalena, Maria Rogetti, Đa Minh Maria, Maria Hiệp Anna Teresa, Ba Đa Minh, Hai Maria, các linh hồn tiên nhân, các đẳng linh hồn, các linh hồn mồ côi, để cho những ý nguyện lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa cho được Thiên Chúa thành chấp nhận. Chúng ta hãy thành tâm sám hối lỗi lầm của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều cao tư tư lời nói việc làm và những điều tiếng xoan lời tài tôi. Lời tạm tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin đứng là Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan, dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới. Chúa đã muốn cho Thánh cả Giuse người thợ mộc thành Nazareth kết hợp với thân mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ được thánh nhân phù trợ ở dưới thế gian này, cũng được người cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa yêu linh cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích xuất dân số. Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Mô-xê tại sa mạc Pha-ran rằng: Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà ta sẽ ban cho con cái Israel. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người, và tất cả phải là kỳ mục trong dân. Sau 40 ngày do thám đất, họ trở về, họ đến gặp ông Mô-xê, ông A-ha-rôn và toàn thể cộng đồng con cái Israel tại Ca-đê trong sa mạc Pha-ran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Israel và cho những người đó xem hoa trái mìn ấy. Họ thuật lại với ông Mô-xê rằng: Chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến, đúng là miền đất tràn trề sữa và mật và đầy hoa trái mìn ấy. Thế nhưng
dân cư miền ấy thì mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm. Ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu Anak, có người Amalek ở miền Negev, người Khết, người Jebus và người Emori ở miền núi, còn người Ca-la-an thì ở bờ biển và dọc sông Giô-đan. Bây giờ ông Ca-lết chìm cho dân đang phản đối ông Mô-sê phải im lặng. Ông nói, ta cứ lên chiếm miền ấy, vì chắc chắn ta có thể thắng được. Những người đã cùng lên với ông đáp lại, ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Israel, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám. Họ nói, miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ. Con cháu của Anak thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Đức Chúa Giê-xu lại phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn, cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này mới tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn. Đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Ta hãy nói với chúng, ta thề sấm của Đức Chúa, ta sẽ xử các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, tất cả sẽ bỏ xác trong sa mạc này. Theo số ngày các người đã đi do thám đất, 40 ngày, mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm. Và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết thi hành như thế cho thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, làm điều gian ác. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phán loạn ở nơi biển đó. Nhưng rồi họ trông quên công việc của Chúa, chẳng đợi lẫn người ban. Trong sa mạc, người buông theo dục vọng, trơn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời. Họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh, từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập,
việc diệu kỳ trong cõi đất khang, việc khiêm khinh giữa lòng tin đó. Chúa sẽ tinh chiến tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Mô-xê, chẳng đem thân càn lôi ở ngay trước mặt người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kêu Chúa diệt trừ dân. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin vũ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mãi mà kêu. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, làm phiền người khác thì chẳng ai muốn, chẳng ai thích cả. Kể cả người được làm phiền hay gọi là bị làm phiền, kể cả người bị làm phiền với người làm phiền thì chẳng ai muốn cái điều đó cả. Nhưng vì một lý do nào đó, người ta mới chạy đến, mới cần đến sự trợ giúp của mình, nên họ mới làm phiền chúng ta. Và bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta về việc người phụ nữ Canaan làm phiền Đức Giêsu. Tại sao người phụ nữ này làm phiền Đức Giêsu? Tại vì người phụ nữ Canaan này đang gặp một vấn đề lớn nơi người con gái của bà. Đứa con gái tôi bị quỷ ám, sợ khổ sở lắm. Chính vì muốn lo cho con gái của mình, bà đã không ngại chạy đến với Đức Giêsu, làm phiền Đức Giêsu liên tục nhiều giờ, chỉ vì muốn Đức Giêsu chữa lành cho con gái của mình. Tuy nhiên, đứng trước lời cầu xin và sự phiền toái của người phụ nữ có con bị quỷ ám, Đức Giêsu đã làm gì? Trước tiên, Đức Giêsu đã không làm phép lạ nào cho người phụ nữ này. Đây chẳng giống như một Đức Giêsu ngày thường chút nào. Một bất kỳ ai chạy đến với Đức Giêsu, Ngài cũng chữa lành cho tất cả những ai đến với Ngài. Vậy mà Đức Giêsu không chữa cho con gái, cho người con gái của người phụ nữ Canaan này. Tại sao lại như thế? Bởi vì bà người này, người phụ nữ Canaan này là người Canaan. Mà đối với người Do Thái, người Canaan được coi như là một dân ngoại, là những con người thờ thần ngoại bang. Điều này làm cho chúng ta hiểu được tại sao Đức Giêsu lại làm và nói như thế. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Sau đó, đứng trước niềm tin thật mãnh liệt của bà, và chính niềm tin ấy đã đụng chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa,
và làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa rung lên nơi con người Đức Giêsu. Chính điều ấy đã làm cho Đức Giêsu thay đổi cách làm của mình. Ngài đã làm phép lạ và chữa lành cho người phụ nữ Canaan. Qua đó, Đức Giêsu muốn mở rộng vòng tay tình yêu của Thiên Chúa. Vòng tay ấy không chỉ ôm lấy toàn dân Israel mà còn muốn ôm lấy tất cả nhân loại chúng ta, tất cả những ai chạy đến với Người. Kính thưa quý bà anh chị em, niềm tin mà chúng ta đang có ở đây, cho dẫu nó còn non yếu, thua kém hơn nhiều so với niềm tin mà người phụ nữ Canaan trong bài tin mừng hôm nay, nhưng niềm tin ấy vẫn không ngừng lôi kéo và dẫn đưa chúng ta vào vòng tay tình yêu của Thiên Chúa. Vậy thì thử hỏi, chúng ta có để cho niềm tin dẫn chúng ta đi vào trong vòng tay tình yêu của Thiên Chúa, hay chính chúng ta lại chủ động dẫn niềm tin đi theo những nẻo đường mà chúng ta muốn? Cầu chúc cho mỗi chúng ta hãy dám bỏ đi những gì mà chúng ta đang muốn có như thế. Niềm tin mới dẫn chúng ta đi vào trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Chúa đã giao phó con một Chúa cho thánh cả Giuse chăm sóc giữ gìn, như người cha lo cho con cái. Xin nhận lời thánh nhân cầu nguyện mà chấp nhận của lễ chúng con dâng, và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hằng là chính năng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ nhớ Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính. Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tính và khôn ngoan. Cha đã giao phó thánh gia cho người coi sóc, để người thấy quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là có một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tiên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse giám quản giáo phận chúng con, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thân người dây, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, thank you.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng các bí tích ban sự sống muôn đời để đổi mới chúng con. Xin nhận lời Thánh Giuse chuyển cầu mà ban cho chúng con sống công chính thánh thiện, noi gương người tôi chung của Chúa, suốt cả cuộc đời phục vụ hy sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ngày thứ tư kính mời cộng đoàn viếng đài Thánh Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.